Sự xuất hiện của xe bán trà sữa lưu động T30 trong chương trình quảng bá cho nhãn hàng Lipton diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khách hàng. Dựa trên xe nền là Đông Ben T30, Nguyên Gia Phát Ô tô đã cải tạo thiết kế và sản xuất ra phiên bản xe bán trà sữa lưu động T30 đẹp lung linh, được ví như một cửa hàng trà sữa nhưng với mô hình di động, đầy sự tiện lợi. Xe bán trà sữa lưu động T30 đã thổi một làn gió mới vào hoạt động bán trà sữa đang diễn ra sôi nổi tại Việt Nam. Người bán sẽ dễ dàng tiếp cận với khách hàng mục tiêu của mình ở bất cứ nơi đâu mình muốn. Xe bán trà sữa lưu động T30 có thiết kế với thùng xe có thể mở ra cả bốn phía, gồm bên phải, bên trái, phía sau và phía trên nóc thùng, giúp người bán hàng thuận tiện giao dịch với khách hàng từ nhiều phía. Đồng thời, có thể đứng thẳng khi chế biến, pha chế hoặc khi đang làm việc khác ở trên thùng. Kích thước thùng tương đối lớn, đủ không gian để 5 người có thể bán hàng cùng lúc, cũng như việc sắp xếp các dụng cụ chế biến một cách thuận tiện. Đặc biệt hơn, xe được thiết kế sẵn một quầy kệ cố định và hai quầy kệ di động, được gắn trên 4 thanh ray trượt, có thể đẩy ra đẩy vào một cách dễ dàng, giúp người bán mở rộng thêm không gian bán hàng trên xe tùy ý. Vách thùng xe có bề mặt bằng phẳng, tiện cho việc dán quảng cáo nhằm tăng sự chú ý của khách hàng. Xe bán trà sữa lưu động T30 được trang bị nguồn điện xoay chiều, đủ để thắp sáng trong vòng 12 tiếng. Trường hợp khách hàng có nhu cầu cao hơn về nguồn điện, có thể trang bị loại nguồn từ 1 đến 7 kW. Hệ thống chiếu sáng trên xe bao gồm 10 bóng đèn LED, mỗi bóng có công suất 9W. Các bóng đèn LED siêu sáng được bố trí ở những vị trí trọng yếu trên nóc thùng, vách thùng, giúp công việc bán trà sữa có thể diễn ra ngay trong đêm tối. Trên xe bán trà sữa lưu động T30 còn được trang bị hệ thống nước độc lập gồm máy bơm Panasonic và các bình chứa 20 lít để sẵn trong ngăn riêng. Nước sạch được lấy ra thông qua máy bơm, nước sau khi sử dụng được xả vào bình chứa khác. Với việc chủ động được nguồn nước sinh hoạt ngay trên xe sẽ giúp cho người bán hàng có thể duy trì hoạt động kinh doanh của mình suốt 24/24 giờ. Chương trình quảng bá cho nhãn hàng Lipton đã diễn ra rất thành công khi có thêm trợ thủ đắc lực là xe bán trà sữa lưu động T30. Điều đó khẳng định rằng xe bán trà sữa lưu động T30 sẽ là lựa chọn đúng đắn cho những ai muốn biến giấc mơ thành hiện thực. Để sở hữu cửa hàng trà sữa di động thông qua xe bán trà sữa lưu động T30, khách hàng hãy gọi ngay hotline 0906 919 639 để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất.